Kevin Castillo. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn một ca khúc cực kỳ mới của J-Hope, đó là ca khúc Chicken Noodles. Yeah, và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay thôi nha. Ok, động tác này rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần 3 động tác thôi và chúng ta sẽ làm lại hai bên. Bây giờ mình sẽ đi trước nha. Ngực chúng ta sẽ đóng lại là 1, 2, sau đó mình đặt cái phần chân qua. Bùm, bùm, chắc, bùm, 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 chắc. Ok, đơn giản đúng không? Và mình làm lại một lần nữa. Chùm, chắc, với bên ngược lại. Chùm, chùm, ha. Chùm, chùm, ha. Ok, mình sẽ làm hai lần nha. 2, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Rồi. Và bây giờ động tác thứ hai là mình sẽ kẹp phần tay lại chân của mình đã. 1, 2. Rồi, đặt xuống 3, hấp 4. Là phần tay. Phần chân của mình sẽ kẹp lại như thế này. Một cái ở dưới và một cái ở trên. Rồi, ngược lại. Ok. Bây giờ đi sẽ đến lại nha. 2, đi. 1, 2, 3 và 4, 5 và 6. Ok. Và 7, 8 mình đưa tay lên như thế này. Để sau đó mình sẽ làm lại cái bên đây. 2, 2 và ngược lại. Hấp, 2, 2, hấp. Ok, thế là mình đã hoàn thành xong hai động tác rồi. Một động tác nữa là xong. Bây giờ mình sẽ đếm lại hai động tác lại một lần nữa nha. 2, đi. Ngược, ngược, phải, ấp, trái, qua, dừng. Ngược, ngược, trái, qua, phải, ấp một lần cuối. Rồi, sau đó đi tay. 1, 2, 3 và 4, 5 và 6, 7. Rồi, một đi tiếp. 2, 2, 1 và 2, 3 và 4. Ok. Và sau khi đi tới đây xong, mọi người sẽ đưa tay lên. Rồi sau đó mình sẽ làm động tác giống như con gà vậy đó mọi người. Kẹp cái tay lại như thế này. Và mình cái chân mình sẽ đi như thế này. Đó, hai đầu gối của mình. Kẹp, kẹp, kẹp. Ok, 2, đi. 1, 2, 3, 4. Rồi, mình sẽ làm qua bên phải trước. 1, 2, 3, 4. Và cái đầu của mình sẽ bật đổi qua lại ở đây ha. Ok, 2, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó mình sẽ làm cái động tác như ha, ha, ha. Ok, tay của mình sẽ làm freestyle của các bạn khi mình làm ha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ làm lại một lần nữa với hai bên nha. 2, đi. 2, 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 sau đó mình thu dáng tự do, thu dáng tự do. Hey. Ok, bây giờ chúng ta sẽ thử làm lại ba động tác này luôn, sau đó chúng ta sẽ ghép với nhạc tốc độ chậm thử xem là như thế nào nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ đếm chậm lại nha. 5, 6, 7, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đi. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4. Ok, chi, chi, chi. Thôi nghe tự do. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng thử ghép nhạc tốc độ chậm nha mọi người. 5, 6, 7, 8. Oh,
trang nên là chúng ta đã hoàn thành xong bài nhảy ngày hôm nay rồi. Vin rất mong là tất cả các bạn có thể nhảy được theo một cái đoạn virus này của bài hát mới nhất của J-Hop. Đừng quên like và share video giúp Vin và mọi người. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.